Đầu xuân Giáp Thìn 2024, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám đã trở thành không gian của hội chữ với chủ đề Hiếu học. Mỗi chữ được viết ra đều bao hàm những ý nghĩa sâu sắc, thể hiện những ước vọng tốt đẹp đầu năm. Bởi thế, qua hội chữ, không chỉ nét đẹp xin chữ được khôi phục, mà qua đó cũng lan tỏa nhiều thông điệp văn hóa ý nghĩa. Cứ mỗi dịp đầu xuân, Văn Miếu Quốc Tử Giám là điểm đến quen thuộc của người dân khắp nơi đến xin chữ lấy may đầu năm. Năm nay, hơn 40 ông đồ đến từ các câu lạc bộ thư pháp nổi tiếng đã góp mặt tại Hội Chữ Xuân Giáp Thìn 2024. Đây là một sự kiện văn hóa nhằm tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học của dân tộc. Hội Chữ Xuân Giáp Thìn 2024 thì chúng tôi nhấn mạnh đến một số cái điểm mới so với những năm trước đây. Cái thứ nhất là về không gian của hội chữ, thì như chúng ta thấy là nếu như những năm trước thì mặt trước của hồ văn là dành cho khu vực viết chữ, thì năm nay chúng tôi bố trí các cái gian viết thư pháp vòng quanh xung quanh hồ văn, và với việc bố trí như vậy thì nó tạo ra cái không gian chung cho hoạt động cộng đồng đời sân trước và du khách công chúng tiếp cận với những người viết thư pháp một cách rất thuận lợi. Theo phong tục truyền thống, người dân thường đến xin chữ về treo với hy vọng về một năm mới bình an và gặp nhiều may mắn. Tùy vào mục đích và lứa tuổi, người xin chữ sẽ chọn chữ phù hợp. Mỗi chữ được viết ra lan tỏa những thông điệp ý nghĩa. Tôi tham gia với Hội Chữ Xuân Hồ Văn Văn Miếu Quốc Tử Giám đến năm nay là năm thứ 10 đấy. Không được ăn Tết ở nhà, nhưng mà thực ra những cái niềm vui đổi lại. Tôi thấy cái việc của mình nó cũng rất ý nghĩa, bởi vì cũng giúp ích được cho rất nhiều người tới xin chữ để họ tìm được sự bình an, tìm được cái mục tiêu trong năm mới, tìm được cái ý nghĩa trong công việc, có thêm cái động lực để học hành, để phấn đấu. Ngoài xin chữ và cho chữ, Hội Chữ Xuân năm nay tổ chức nhiều hoạt động như tái hiện không gian giáo dục thi cử truyền thống, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc. Nổi bật là triển lãm thư pháp với 50 tác phẩm về chủ đề hiếu học, chứa đựng những ý nghĩa tốt đẹp. Hội Chữ Xuân đã lan tỏa những nét đẹp văn hóa của người Việt mỗi dịp đầu năm mới.